Thấy gì từ hiện tượng Đào Minh Quân tự phong làm vua, khai trương bệ thờ lính Mỹ? Các nhà dân chủ online thường hay tự xướng rằng họ đấu tranh để người dân có quyền tự do bầu cử, chứ không phải để mình được nắm quyền lực. Họ đấu tranh ôn hòa, chứ không dựa vào khủng bố và chiến tranh. Họ bảo vệ chủ quyền, chứ không bán nước cho ngoại bang. Những tuyên bố quen thuộc này của giới dân chủ online dường như đang bị hắt xuống cống bởi Đào Minh Quân, tên khủng bố từng tự xưng là Tổng thống Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Vong, vừa mới đây lại tự phong cho mình làm hoàng đế. Cụ thể, sau khi thất bại 5 lần 7 lượt trong âm mưu gửi người về nước đánh bom khủng bố, Đào Minh Quân đã gỡ gạc thể diện bằng cách tự phong mình là hoàng đế Việt Nam. Tên khủng bố này lên ngôi hôm 12 tháng 11 năm 2022 trong một buổi lễ được tổ chức ở mảnh đất khỉ ho cò gáy bên rìa sa mạc Adelanto, nơi hắn ta vừa xây một lục giác đài được cho là có ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Đọc bài tường thuật lễ đăng quang của Đào Minh Quân do Facebook của chính Đào Minh Quân đăng tải, người ta không khỏi lợm giọng trước màn bưng bô và tự huyễn của các thành phần tâm thần chính trị ở hải ngoại dành cho nhau. Chẳng hạn, xin trích một đoạn trong bài mô tả các nhà dân chủ online quỳ lạy Đào Minh Quân như thời phong kiến. Mọi người đều xúc động khi quý vị tướng lãnh, đại biểu cùng ông đặc sứ tại Hoa Kỳ, ngài Frank Herring, đều kính cẩn quỳ dâng tấu chương. Những vị anh thư Việt Nam đều mọp xuống đọc thỉnh nguyện thư để khẩn cầu Đức Quốc Công đăng quang làm hoàng đế Việt Nam trước những dòng nước mắt. Đặc biệt, trong phần nghi lễ hôm nay, mọi người đều chú ý đến nghi thức tam bộ nhất bái do quý tướng lãnh cử hành tiến về chỗ ngồi của Tổng thống Đào Minh Quân, rồi quỳ xuống đọc tấu chương. Và sau đó, ngũ vị anh thư, trong đó có cả nữ sĩ Lê Phan, đại diện cho Hội đồng Tôn giáo, được vinh dự dâng lên ngài ngự ấn ngọc tỷ, hoàng bào và vương miện hoàng đế, là ba ngự phẩm tượng trưng cho triều đại hậu Trần bắt đầu. Sau đó, Thiếu tướng Hoàng Tôn và Thiếu tá Lê Hoàng Phước đến từ Colorado đã khiêng tấm tranh chống đồng mạ vàng do đồng bào quốc nội kính dâng lên Tổng thống Đào Minh Quân như khai mở ra kỷ nguyên phục hồi văn minh lạc Việt do Đức Quốc Công đã cưu mang từ khi công bố kỷ nguyên Tân Dân Chủ năm 1987. Tất nhiên, trong chính phủ Mỹ cũng chẳng có đặc sứ nào mang tên Frank Herring. Dường như đây chỉ là một người Mỹ ngẫu nhiên mà Đào Minh Quân đưa vào để trong lễ đăng quang của ông ta có người da trắng. Bỏ chuyện thầy trò Đào Minh Quân lạy nhau sang một bên, có một chi tiết mà ta cần chú ý. Như đã đề cập, Đào Minh Quân lên ngôi, trong lễ khai trương có một lục giác đài mà ông ta xây ở rìa sa mạc khỉ ho cò gáy. Nhưng nếu lục giác đài này là một đài tưởng niệm, thì nó tưởng niệm ai? Mỉa mai thay, nó tưởng niệm hơn 58.000 lính Mỹ đã chết khi cô đánh chiếm Việt Nam, những người mà Quân Tôn là các anh hùng Hoa Kỳ và được khắc ghi trong tim của người Việt Nam. Như vậy, nếu các đàn em của Đào Minh Quân quỳ lạy Quân, thì bản thân Quân lại quỳ xuống thờ lạy những người nước ngoài đã tàn sát người Việt Nam. Quân có quan tâm đến độc lập, dân chủ, nhân quyền hay không? Cứ nhìn vào sự việc này là thấy. Đào Minh Quân là hiện tượng bằng xương, bằng thịt, phản ánh sự biến tướng, bệnh hoạn của cái gọi là phong trào dân chủ của đám tàn quân cờ vàng Lưu Vong, nhưng lại chiếm tỷ lệ không hề nhỏ. Đáng sợ là nó lại lôi kéo không hề ít những con thiêu thân trong nước, khiến gần như năm nào cũng có vài phiên tòa xử tay chân bậu sậu của Đào Minh Quân ở trong nước. Thế nhưng, vì không thấy Đại sứ quán Mỹ hay cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ, nơi thường theo sát, bám sát, tận dụng mọi diễn biến để bảo kê, công khai cho cái gọi là phong trào chính trị đối lập của Việt Nam hay phong trào dân chủ Việt Nam, lên tiếng phản đối, cảnh báo trước khuynh hướng biến thái này. Vì lẽ đó nên cả phong trào dân chủ trong và ngoài nước đều im như thóc. Cách đây vài năm, Phạm Thị Đoan Trang có lên tiếng phản đối Đào Minh Quân, danh nghĩa phát ngôn rằng phía Mỹ không ủng hộ đám quân đâu. Kết cục là Facebook của Phạm Đoan Trang lĩnh đủ đạn pháo, gạch đá từ đồng bọn.
Tú Trang cạnh tranh không lành mạnh, thấy đối tác mạnh nên muốn dìm hàng. Nhìn bức tranh phong trào dân chủ online kia, hiện tượng như Đào Minh Quân không hề hiếm, thậm chí khá phổ biến ở các mức độ, liều lượng tâm thần khác nhau. Vậy nên, đảng ta gọi những thành phần Azure, ăn thua đám dân chủ mạng này là suy thoái, rất chuẩn, rất đúng.